Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái khay trà này. Được vừa rồi đăng clip lên thì cũng có khá nhiều khách hỏi. Đây là khay có kích thước của nó là 40x50. Đây là một cái khay lớn, được bên mình làm và xử lý đầy đủ từ A tới Z và không hề có mối mọt. Sản phẩm đã được phun bóng để tạo độ thẩm mỹ hơn cho cái khay này. Đó, khay có kích thước là 50x40. Các sợi, các chi tiết của mình á, những góc cột á, là đều bằng sợi dây mây tự nhiên 100%, chứ không phải bằng sợi dây nhựa. Và đây là một cái khay loại lớn, các bạn có thể dùng để bưng trà, để nguyên cả một bộ ấm chén, hoặc là có thể làm khay để bưng thức ăn. Ở đợt vừa rồi thì cũng có tầm khoảng là mình làm khoảng 40 khay cho nhà hàng cháy ấy, cũng mua 40 khay về để bưng thức ăn. Còn cái này thì đa số thì khách để làm khay trà. Bạn nào mà muốn mua hàng ấy, thì cứ bấm vào cái giỏ hàng mà mình để ở dưới này. Đó, đây là nơi mình làm việc. Khay này là khay lớn, nó có kích thước là 40x50, nên cái bàn hiện tại mình đang để dưới cái bàn này là có kích thước là 60x90. Thì để cái khay này thì nó cũng là khá rộng. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì cứ bấm vào cái giỏ hàng nằm ở dưới này. Mình đã để cái sản phẩm này và hiện tại mình chỉ lên được một sản phẩm là khay. Tại vì cái loại khay này nó rất dễ cho mình ship hàng đi. Còn những bộ băng ghế thì hơi khó. Bộ băng ghế thì khách cứ nhắn tin riêng cho mình ở Zalo là 0932 080391. Mình sẽ có con đường vận chuyển rẻ.